Xin chào các bạn. Đề tài mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay là một trong những cái việc mà các anh em chơi cá beta đều rất là ngại nói tới. Đặc biệt với các sư phụ bán cá beta thì họ càng không bao giờ muốn nói tới. Bởi vì nếu nói ra chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái doanh số của họ. Đó chính là cái uể oải nhất và mệt mỏi nhất trong nuôi cá beta. Nhìn những cái đàn cá nó bơi lội một cách rất là yên bình như thế này. Theo các bạn thì cái mệt mỏi nhất và uể oải nhất khi chơi cá beta nó là cái gì? Sẽ có bạn cho là cái uể oải nhất và mệt mỏi nhất khi chơi cá beta đó là cái việc chăm sóc. Điều này là đúng nhưng chưa có trúng. Lý do là với một cái đàn cá rất là đông đúc như thế này, rất là nhiều hồ xô chậu như thế này, thì cái việc chăm sóc nó rất là mất thời gian. Mỗi ngày mình mất 4 tiếng đồng hồ cho cái đàn cá. Buổi sáng từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 và buổi tối từ 10 giờ cho đến 12 giờ đêm. Mỗi người chúng ta mỗi ngày chỉ có 24 tiếng thôi và cũng cần phải đi làm. Cho nên để chăm cái đàn cá này thì mình phải bỏ bớt cái thời gian đi cà phê cà pháo, cái thời gian đi ăn nhậu, thời gian xem tivi cũng như là đọc sách báo. Đương nhiên muốn được cái này thì phải mất cái kia thôi. Mình vì mê cá beta và cái việc chơi cá beta của mình nó có cái tác dụng giải trí cho mình rất là lớn, cho nên là mình phải chấp nhận hy sinh những thứ khác. Được cái này thì mất cái kia thôi. Thời gian là cái thứ nhất, nhưng nó không phải là cái mệt mỏi nhất và uể oải nhất. Cái thứ hai đó là cái chi phí, cái thức ăn cho cái đàn cá này. Nuôi cá thì phải cho nó ăn thôi. Và với những cái anh em chỉ chơi lẻ tẻ một vài con cá, chi phí nó không đáng kể. Nhưng với cái đàn cá của mình, mỗi ngày mình mất ít nhất là 125.000, trong đó là 105.000 chuột chỉ và 20.000 bo bo, ngày nào cũng như ngày nào. Chưa kể là cái thức ăn mình mua về không phải là sử dụng liền mà phải xử lý chế biến, nó cũng rất là mất thời gian. Và đương nhiên cái chi phí cũng không phải là cái đáng quan tâm nhất khi mà chơi cá. Chính xác thì cái uể oải nhất và mệt mỏi nhất trong chơi cá beta, cái nội dung chính của clip này mình muốn chia sẻ đó là khi cá nó bị bệnh các bạn. Đây là một vài em cá đã bị bệnh và chết nè. Thời gian gần đây thì mình hay đề cập đến cái việc cá nó bệnh và nó chết. Trong nuôi cá beta thì cái việc này không thể nào tránh khỏi được. Nhưng với một số anh em thì khi mà nói ra họ ngại là bị chê bay, bị là không biết nuôi cá hoặc là nói là dở mãi gì đó. Cho nên là họ ngại nói ra. Với các sư phụ nuôi cá beta thì mặc dù là họ phòng bệnh rất là tốt, kinh nghiệm cũng rất là tốt, nhưng chắc chắn cũng không thể nào tránh khỏi cái việc cá nó chết. Chẳng qua là họ không nói ra cho nên là không ai biết thôi.
Còn với mình thì quan điểm của mình là chia sẻ những cái gì thực tế nhất, cho nên là mình không giấu giếm gì, kể cả cái việc là mình chấp nhận là khi mà mình chia sẻ những cái này thì rất là nhiều bạn chửi là mình ngu dốt hoặc là không biết nuôi cá gì đủ kiểu. Nhưng một khi mình nuôi cá beta mà mình không có chủ động được cái nguồn thức ăn sạch do mình chính tay mình làm ra, mà mình phải lệ thuộc vào cái nguồn thức ăn mua từ bên ngoài, ví dụ như là trùng chỉ hoặc là bo bo mình mua bên ngoài, thì chắc chắn một ngày nào đó cái đàn cá của mình nó sẽ bị dính bệnh hoặc là nó bị nhiễm độc và không thể nào tránh khỏi được. Vừa rồi thì đàn cá nhà mình nó đã bị một vài bầy cá không cứu được, đó là cá beta, cá bảy màu thì cũng bị. Và với bảy màu thì mình sẽ có một cái clip chia sẻ với các bạn sau. Hôm nay thì mình chủ yếu chia sẻ về cái bệnh của cá beta thôi. Khi mà cá nó bệnh thì cực kỳ uể oải luôn, bởi vì nếu mà mình không có xử lý kịp thì một con cá bệnh nó sẽ lây cho cả đàn. Vừa rồi thì đàn cá của mình nó đã bị thiệt hại một vài bầy nhưng chưa có ngán. Và hiện nay thì cái mệt mỏi nhất cho mình đó là cái bầy Liên Hợp Quốc này các bạn, một cái bầy cá mà các bạn đa số đều rất là thích, thì hiện giờ nó đang bị nhiễm bệnh rồi nè. Đàn cá này mỗi ngày nó chết khoảng 5-7 em, đa số là nó bị cái bệnh là sưng mắt là một nè, sưng mặt là hai nè. Đây một em đang chết nằm bên dưới kia. Ở đây là một em nữa nè. Và để xử lý những cái bầy cá bị bệnh như thế này thì mỗi ngày mình bắt buộc phải thay nước. Mỗi lần mình thay nước cho cái hồ Liên Hợp Quốc này nó rất là mệt mỏi các bạn. Với những cái hồ nhỏ lẻ như này thì thay nước nó chỉ tốn chừng 5-3 phút thôi. Nhưng riêng cái hồ Liên Hợp Quốc với cái dung tích khoảng hơn 200 lít nước như này, cái việc thay nước nó cực kỳ mất thời gian. Để thay nước cho cái hồ này thì mình dùng một lần tới 3 cái ống hút như này. Rồi mình hút nó khoảng đâu 10-15 phút thì nó mới hết cái nước. Sau đó thì mình phải cọ rửa sát trùng cho cái hồ. Rồi cần thiết hơn là mình phải chuyển toàn bộ cái số cá này qua một cái dụng cụ nuôi khác để mình làm vệ sinh, mình tẩy trùng cho cái hồ. Rất là mất thời gian và rất là mệt mỏi. Để phát hiện ra bệnh của cái bầy cá thì có một vài cái dấu hiệu, đó là mình phải quan sát hàng ngày các bạn, phải quan sát hàng ngày. Khi mình cho cá nó ăn á, mà mình sẽ có một số con nó tập trung vô cái chỗ mình bỏ thức ăn này, còn một số cái con nó nằm nổi trên mặt nước dạng như vậy, hoặc là nó không có nhiệt tình với cái việc mình cho ăn, thì là chắc chắn những cái con cá đó nó bị bệnh, mình cần phải tách riêng nó ra để mình điều trị. Các bạn cũng có thể để ý khi mà con cá nó bị bệnh á thì nó sẽ làm cái nước nó đục rất là nhanh. Cái hồ này là mình bỏ rong khá là nhiều nè, lúc trước thì mình bỏ vô chỗ cái vị trí này một cái bụi trầu bà nữa, nhưng hiện giờ do cá nó bệnh, cái việc mình để trầu bà vô cá nó chết mình không có thấy, cho nên là mình đã dẹp đi rồi. Thêm một điều nữa đó, khi cá nó bệnh đó là cái nước hồ này nó sẽ tanh hơn bình thường rất là nhiều các bạn. Bình thường mình chỉ cần đứng nhìn thôi mình đã nghe cái mùi tanh nè.
khi cá bệnh thì cái nước nuôi cá nó tanh hơn bình thường. Cách xử lý do những cái hồ cá lớn mà nó bệnh thì mình bắt buộc phải cách ly những cái con cá bệnh để mình điều trị riêng, và cái số còn lại thì mình cũng phải chuyển qua cái hồ khác để mình vệ sinh tẩy trùng sạch sẽ cho cái hồ cũ, rồi mình mới thả cá trở lại. Và cái số cá mình chuyển ra thì mình phải cho nó tắm muối hoặc là cái dung dịch tera hoặc là thuốc tím thôi. Với những cái con cá lẻ thì mình vớt ra, mình cách ly ở đây, mình cũng điều trị bằng cách đó thôi. Hiện giờ thì mình cái việc điều trị chủ yếu của mình đó là muối hột, tera và thuốc tím thôi. Các cái thuốc chuyên dùng thì mình chưa có. Và nói chung khi mình nuôi cá đông như thế này thì cá nó bệnh tốt nhất là mình cách ly. Cái quan trọng hơn là mình nên bảo vệ cái số lượng nhiều hơn, chứ còn nếu mình tiếc những cái con cá bệnh thì nó có thể là cái nguồn lây rất là nguy hiểm cho cái số còn lại. Chơi cá beta thì sướng nhất là cái lúc nhìn cá nó khỏe mạnh cho nó ăn các bạn, còn cái mệt mỏi nhất và uể oải nhất chính là cái việc xử lý cá bệnh này đó. Nãy giờ thì mình kể sơ lược cho các bạn thấy là việc xử lý cá bệnh nó rất là mệt mỏi. Để tránh cái việc cá nó bị bệnh thì chỉ có hai cách, đó là mình ngừa bệnh bằng cách là mình giữ cái môi trường nước nó sạch thường xuyên và mình kiểm soát cái nguồn thức ăn cho cá thôi các bạn. Ngoài ra thì may rủi thôi, chứ còn không ai mà tài thánh gì mà tránh được cái việc cá nó bị bệnh cả. Quan trọng là có kinh nghiệm xử lý hay không thôi. Rất là mệt mỏi, mình sợ nhất là khi mà cá nó bị bệnh thôi chứ không sợ cái gì hết. Bữa giờ thì cái bầy Liên Hợp Quốc này nó đã ra đi chắc cũng khoảng vài chục em rồi. Mặc dù mình rất là tích cực xử lý và tìm cách để điều trị. Bây giờ thì chắc mình phải dừng clip để đi vớt những cái con cá chết này và thay nước tiếp cho cái bầy Liên Hợp Quốc một lần nữa, với mong muốn là sẽ hạn chế tối đa cái việc cá nó bị chết thôi. Anh em nhớ cho kỹ nha, cái việc mệt mỏi nhất và uể oải nhất khi chơi cá beta chính là cái việc cá nó bị bệnh như thế này. Và cách để tránh bệnh tốt nhất đó là mình phòng bệnh thôi, chứ không nên chờ để cá nó bệnh rồi mới tìm các cái biện pháp xử lý. Một khi cá nó bệnh rồi thì cái nguồn giống nó sẽ không tốt, không thể dùng cá bệnh để mình cho ép đẻ những cái thế hệ sau, cũng như là khi mà cá nó bệnh thì nó sẽ lây lan rất là nguy hiểm. Rất là hy vọng những cái chia sẻ của mình nó giúp ích được gì đó cho các bạn. Và bây giờ thì mình kết thúc và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.